Giải vô địch tranh biện thế giới bậc trung học WSDC là cuộc thi toàn cầu dành cho các tranh biện viên trung học. Hàng năm, giải đấu thu hút 65 đội tuyển quốc gia, mỗi quốc gia tuyển chọn 5 học sinh xuất sắc nhất để tham dự. Các đội thi đến từ khắp nơi trên thế giới đến đấu trường tranh biện, thảo luận và lên tiếng về đa dạng chủ đề từ vi mô đến vĩ mô, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa xã hội. Năm nay, ông Vũ Anh Tuấn, nhà sáng lập Học viện Tranh biện và Hùng biện Việt Nam đã phối hợp với câu lạc bộ tranh biện trường Đại học Vinh để đưa giải đấu này đến Việt Nam. WSDC không chỉ là một cuộc thi tranh biện mà còn là một diễn đàn tri thức dành cho học sinh xuất sắc nhất thế giới, thúc đẩy sự xuất sắc sáng tạo và tư duy phản biện. Giải tranh biện WSDC là cuộc thi dành cho các đội thi đại diện phe ủng hộ và phe phản đối theo format luật tranh biện các trường trung học trên thế giới, World School Debating Championship. Các đội cần đưa ra luận điểm chặt chẽ và phản biện sắc bén để chứng minh quan điểm của mình và thuyết phục ban giám khảo về sự vượt trội của đội. Để tranh biện tốt, học sinh cần trang bị khả năng tư duy logic, năng lực ngôn ngữ, kiến thức sâu rộng về nhiều chủ đề, góc nhìn đa dạng về vấn đề xã hội và sự sáng tạo. Cộng đồng tranh biện quốc tế đã hình thành từ nửa thế kỷ trước và phát triển nhanh chóng nhờ vào tính thử thách trí tuệ, tính cạnh tranh và công nhận rộng rãi các thành tích tranh biện. Đây là một cộng đồng sôi nổi, năng động với sự tham gia và công nhận từ nhiều nền giáo dục quốc gia. Học sinh, giáo viên, nhà làm giáo dục, nhà đầu tư và giáo dục và các doanh nghiệp đều chú ý đến tranh biện như một môn thể thao bằng lời nói và liên tục tuyển dụng các tranh biện viên như nhân tài cho công ty, tổ chức phi chính phủ và cơ quan chính phủ. Mỗi năm, có nhiều cuộc thi tranh biện quốc tế nhằm kết nối và quy tụ các tranh biện viên và giám khảo từ khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng tranh biện Việt Nam cũng đang đặt nền móng cho sự phát triển của môn tranh biện trong cả nước.